mình với bạn Di sẽ trải nghiệm bắt dợp ở rừng bằng nha các bạn. Bạn Di ơi, chào các bạn dùng mình với đây. Bạn Di chào các bạn nha các bạn. Mình với Di sẽ hôm nay đi sẽ đi bắt trong rừng bằng các bạn. Các bạn coi cảnh bằng không. Đi kiếm cua trước rồi các bạn, ở cái kẻ bằng này vô đây bắt hiểm đó các bạn. Đây ong cũng có ong bằng nè, mũi nhiều lắm các bạn thấy ở cảnh ngoài biển các bạn. Chị đang tìm cua. Này là ở đây là cát pha nha các bạn. Cát không. Các bạn vừa bắt được con còng gió các bạn. Đi ra con còng sợ ong lắm. Đâm chân mình đi mình phải mang ghế rồi xúc theo để không là mũi đốt luôn là không. Các bạn thấy ông bằng không các bạn? Mình vừa chút xíu là bị nó đốt rồi, mà đi ngang cái bị đốt rồi. Các bạn thấy cậu ông bằng đánh cái là sưng liền. Mấy con ông đang nói mà đánh cái là cái nào đáng nấy. Viên nó kêu còn thế. Đi đây là tầm mình không. Ở đây mình bắt dợp là không có bắt mánh được tại sóng nó dỗ nó lóc rồi, cho nên mình phải dùng dao mình rạch mới làm lịch nha. Cái kẽn là túng là mình dợp. Giờ này có lá này. Đây dợp khi nhầm con nó nổi ở trên nữa. Không khó đi quá, quay khó thì khó quá. Khúc này đằng này có sao không rạch chứ? Bạn Di vừa thấy giật lúa rồi các bạn. Đâu? Đó, bạn Di đó, tôi bắt giật. Ở gì? Giật nhỏ này bạn. Vô mới ở đây là dọp nó, mình chỉ dùng dao chém thôi chứ không có mánh lú. Mình dùng dao mình gặp né cản là nó. Ở đây là sóng dỗ lóc hết rồi. Pha các bạn,
vô bắt được. Nó chỉ lú miệng lên thôi, đây con nè. Thằng thấy không, nó lú lên nè. Nó lú nguyên con rồi đó. Đây bên đây là đâu cho đâu đi. Gì gì nãy giờ lên giật đó. Đó, còn gì được đó. Lú các pha lú lên nó không có. Ở đây là cá mình không có bắt bánh được. Tại vì ở đây là cắt pha nên nó, mình chỉ lấy dao lặt với nhầm con nằm ở trên nó lưu lú miệng lên các bạn. Mình vừa bắt được con vợt. Mình hết đang ở hết trong. Ở đây cảnh này là anh chị đang gặp rất là chỉ lấy dao lạch với mình bắt nó lú lên thôi. Đi mũi lắm nên mình phải đeo khẩu trang và đội nón có tay dài với chiếc chút heo luôn các bạn, không là mũi đốt ông đốt đã luôn. Bằng sao mùa này chưa có tái bạn, chim nhiều lắm, chim. Giờ được ánh sáng nắng chứ hôm nay là tới thui à, để bằng đâm đạp đi nhậm lấy bằng đạp nó đau vậy lắm. Chính này lúc nhiều nè. Đây mình chưa thấy con trọng các bạn ha. Những lú nè. Rồi thấy không? Thời cát nó không vừa được, nhầm con nó vừa thì mình lấy dao mình đặt. Còn con nó lú nguyên thân. Gạch cái trong ngoài đi, cái trong ngoài có nhiều đó. Mình đập thì là mình nghe cái cảnh là cuốn dập các bạn, ở đây không có bánh được, đây phải cắt ta sống vô là lắp hết. Mà bạn nghe chim kia, cái chim còi nhiều lắm. Đây mình vừa thấy một con vợt nó có đặng lú cái mỏ các bạn thấy không,
ốc nè các bạn, bắt ốc nhiều lắm. Quắn ốc quắn này nhiều lắm. Sâu diện luôn. Quăng quá trời các bạn. Đây con chập lú các bạn. Nó nằm trong con lú nó nhỏ như này. Mình đang con chập lú nữa các bạn. Nhỏ nhỏ xíu luôn, nhỏ nhỏ xíu ra nè. Ở đây mình đi dần cũng lưng chứ không có thẳng lưng được rồi. Lưng bằng lúc bằng đi không xuống mới là ông đi còn thẳng lưng là đầu ông đánh ngủ nhiều. Quay mình đi đang bắt này các bạn, đưa đưa ra coi. Hôm nay mình chỉ lấy dao đập thôi. Đây, đây một con con lấy bằng này. Đó, mình nghe cái cách cắt nó không còn nữa. Chút bắt rồi còn cái đá nữa luôn. Đây mình dùng ra mình gạch các bạn, chứ không có vấn đề. Qua này nè, con này có nè. Bự nhỏ nổ đi. Trong này lá có đâu dở ra vậy, chuyện gì bắt được mấy con này. Đây mình lật thể chứ không có biết là mánh nó đâu, tại nước cái sóc lát ở trong. Nó thích ngày nổi mấy con. Ra ngoài chém nhiều quá. Ra ngoài hôm nay không chém nữa. Nó ngoài đó. Không luôn. Nè qua. Ngoài nó lộn. Nó có ra ngoài. Không có chừng ông á,
trên cây bằng cao nhiều lắm luôn. Lượm con đưa ra gì đây phát cực lắm, ở đây toàn khung không đừng đất bạc có bạc khía đừng này gặp phải chữ bạc khía gì ăn dữ lắm đây bạc khía nhóc này. Bạc khía nhiều cua thì ở những chỗ bằng và khó bắt lắm. Rừng trạm bằng trạm phòng mênh mông hàng cây số rồi. Mình đi giờ thấy lú ngõ chút nữa rồi. Đây là gì? Cái dọc. Nó lấy dọc nha, sắm chém lú ngõ nhìn kỹ lên nó mở nhìn dài dài sắp thôi. Chém theo đường nước á. Đi bắt ở đây là về là ai cũng khụp lưng. Hay phải dùng cho chị. Nó nghe kẻ là thấy nó là các bạn thấy không chụp giảm thấy không gặp được nghe kẻ là đúng giờ nghe kẻ các bạn thấy không đưa ra gì thấy không con chụp giảm thấy không bạn đó có nữa các bạn bạn thấy không. Đưa ra cái gì? Ô, con chụp lú chứ, chụp lú rồi chứ bắt con. Đó 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 đó, có con dao đập à. Đó đó. Ừ, ừ. Đó, các bạn thấy lú mở lên nè. Các bạn thấy không? Đó, còn đó, ngọn khói gì, phật cái gì rõ đó, con chụp bình thẳng đó, còn đó. Đó. Cảm ơn, thịt nước có nhiều đó. Dẹp đi. Ở đây phải bằng mênh mông với dạch đợi chỗ nào nó ở ở chứ không có biết vậy thì đó, nghe thẳng ở trên đó nó ấy nằm sóc ừ dạ. Chim chóc nhiều lắm, thấy cảnh đẹp thôi. Mình, của mình đang ở trong cái tán bằng, mình thấy mùa này không có bằng. Còn đi vừa bắt được con đó các bạn. Đặt nước đây đây đi, vậy nè, nước vừa bự không. Nó ở trong á. Nhưng khi đang đặt khi túng miếng miễn cũng vẫn dột các bạn đó 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 đó, đó gì đó. Thả đó thả thịt nhỏ anh thả các bạn đây một cái xíu các bạn mình phải thả lại cho nó bự ra anh gì ấy chạy dậy cái đường nước cây đó gì chạy vô đó là dọc hút nóng nhiều lắm gì mình quay phim mà cũng đi cung cung luôn mình sợ đụng mấy cái lưỡi mấy ông bằng nó đánh một cái
đi theo cái cây đó gì, rạch chạy cây nó khó gì. Đi chắc cũng được chừng gần 3 ký rồi bạn. Đây. Phải mùa này có bằng mình hái bằng được, nhưng mùa này không có bằng. Hôm nay nó mắc rồi giờ tại bằng cái cây ăn. Bạn gì động đồ đó các bạn ơi. Nó còn gì bắt cái mánh con nữa kìa, đúng con các bạn thấy. Bạn thấy bắt con được con dẹp cực khổ lắm. Ở đây bắt cực lắm. Nói gì? Cây. Mình cái này chém đi răng chém một cái bé biển bạn chém đợi à, cái đâu nó đâu phải như bánh chỗ khác. Anh em đi hồi nào ông về cái là nữa người nào đấy là không lưng không à, phải không suốt mà. Cái này chưa chém mà. Nói nhiều lắm, nói nhìn. Nãy nhìn kỹ nổi nhiều lắm. Đây con đó các bạn. Đây mình đứng đây mình cũng thấy con này các bạn. Lúa gì nè. Thấy không? Nè. Thấy không? Thấy không? Con dợp này cách nhiều bạn ơi. Trong đây là đi mà tạm quản ai lạ không biết chừng gì là lạc luôn á. Nó cái này nó chạy dài chừng hàng cây số bạn chứ không phải mà nó cúng đâu, xa lắm. Bữa mình đặng đi hoài đi cái ngày trời mà không vẫn còn nằm trong lừng nè, không bằng cũng nhiều nữa. Nên đi thằng không nấu dám đụng cây đâu. Phút này tại thưa chứ phút đằng kia nó rửa. Không bích kịch bận gì quá không biết. Anh đi đi chút còn kia thì mình đứng rồi mình của mình chắc là sớm rồi thì mình chắc chưa nghĩ mệt cái chút còn. Này, giờ tụi mình sẽ qua tập kia tấn trước. Qua này có mỗi lần là... qua bển gì không? Này, có con lạch nhỏ rồi. Cùng đau luôn quá. Thank you.
mình đi sát máy mới có không? Rồi đúng dữ rồi ta, dẫn chỗ nào kì vậy? Thầy ơi, giờ chúng mình sẽ vô đây, chúng mình qua đây. Ây da, thầy ơi. Gì vậy? Ông hả? Kiếm gì giật nổi bạn ơi, qua đây vậy. Mình có lắc các bạn có phản cho mình ha. Chết rồi, giật chết đang giật nhiều lắm, nhưng mà thấy giật chết có nổi gì anh dưới đang tìm nó giật có củ lá không. Ây da, nhóc thôi, nó giật có tại nó nghe nó cái gì nó giật chết luôn, cũng đi không hai ba con vậy. Còn giật đú các bạn ơi, thì mình bắt con giật đú cho con đú mỏ lên như này nè, thấy không, chế qua gần rồi, thấy không, đú con mỏ lên cát tôi nó lại mà đú mỏ như vậy rồi có giật nổi gì. Lên đây nó có rừng dùm nổi kẹt quá trời luôn, tao này giờ lại tóc đen cho nó các mé này dập chết nhiều lắm, chết hết ra ngoài ra ở chết nơi đây. Đây đây còn nữa các bạn ơi, nổ lên lú mở lắm các bạn thấy không, lú mở ấy nó cứng gì đó. Ở ngoài yên tĩnh các bạn, chim chóc nữa. Chim càng
Đây có con vịt đây nữa bạn. Coi bạn coi các bạn coi con cái dấu lết của con vịt nè. Bạn thấy không? Này, dấu lết nó nè. Vô đây một con. Lết có tiêu đây. Dấu lết nè. Bạn thấy cái dấu lết của con vịt không? Dấu lết nè. Bạn thấy không? Vịt nhỏ thả lại. Dấu lết đây mấy cái, lết nè. Bạn thấy đây con vịt luôn các bạn. Bạn thấy không? Lúc mỗi lần đây còn các bạn thấy không? Thấy lúa mỏ đó nhé. Này con có bạn này lúa mỏ này kiếm giờ mình tay quay pin nhân là mình đặt không được mình phải chỉ lực giật các bạn ơi. Đâu vậy? Đi đây không đứng đau luôn đó. Còn đây còn các bạn. Đúng mỏ này. Mình còn các bạn đu mỏ đây một tay mình quay có đạt có lắc mà đang còn có đu mỏ chút xíu rồi các bạn. Đây là không có mánh chỉ lúa mỏ lên nhìn coi các bạn dấu lết rồi bạn dấu lết vô dấu lết à các bạn thấy không đó. Nguyên con gặp ra luôn chứ không có cái dây xe leo nó chằn chịt bây giờ bạn có đau lưng thì bạn ngồi luôn này. Ở đây con vịt nè, lúa nè, lát nè, thấy không? Đó. Lực quá. Còn đi cung hả? Cung máy có lắc, các bạn thông cảm cho mình.
đi mất tiêu. Đâu vậy? Mình mới vừa đọc lại bằng đau quá các bạn. Mất tiêu rồi. Lấy bằng đau lắm các bạn. Mình đi mình mang giới dữ lắm. Mang hai đôi giới lần. Được không? Cái gì? Mấy thằng về lụm giọt. Nên đi không thằng các bạn ấy. Mình với thằng kia còn gì là không thôi. Đau lưng lắm. Ai không quen là đau gì lắm đâu. Phải đứng sẵn lên thì bằng mình dướng bằng khi ông nó đụng mình đó. Chích cái là chạy không nổi không kịp luôn. Mày nhanh dữ. Đắng gì coi, đắng có dịch lúa gì. Không được không. Con dần các bạn, các bạn thấy lúa này, cũng cầm nó hết rồi. Cái gì?
thấy chưa, ăn dịch chết rồi. Vô bự nó mới bắt nó. Giật nhỏ lúc này dựng một xíu này con giật các bạn thấy không, nó lúc nhỏ này vừa được cũng giờ các bạn. Giờ mình đi. Nhìn con các bạn này, mình thấy lú mở chiếu vậy nè. Thấy không? Nó mở, cái này. Nhiều cân lắm đặt mặt thịt. Lúc chi xíu nữa. Lúc bỏ làm nó thấy rồi. Giờ còn đi mất đêm muộn kia đây. Đây mình phải làm chốc sẽ bị lạc. Cái gì vậy? Vòng vòng đây có lú là đây nè. Vậy đi đâu đặt đâu. Con các bạn đốt mỏ nè, cái gì lạ quá không đánh bắt. Bây giờ mỏng mệt các bạn ngồi nghỉ
mới bắt không có nổi rồi hả? Đó hai giờ cũng mệt quá trời các bạn, không đi đâu luôn á. Bạn nghe kêu kêu à vậy không á, chỗ này là cảnh là toàn những vậy không, mà đi sai lắm xa rồi, đi thẳng xuống là có về gặp có 2 tiếng hồ rồi. Tìm dịch thứ mũi ba nhộn lá cà tết là xúc xúc heo chóc củi mà còn nó bao nhiêu dịch nó hoàn ra mà nghe tìm kia quá là kia thôi. Coi chừng lúa ông á, đang con vật các bạn, mình vừa nghe lúc mà mình thấy lúc đó là ấy vậy nó vậy nó lúc vậy con các bạn. Thầy giật lú lú mỗi lúc xíu nhìn kỹ mình mới thấy nó nè. Được con này ngạc chén quá. Đâu vậy? Này lấy bằng quá. Đây coi nó coi. Được kém đừng con này. Các bạn thấy ông bằng các bạn. Quay không chắc quay gần các bạn.
gì? Ốc rồi. Ốc. Cái gì? Ốc. Dây đây thành quả của chị bắt nguyên vũ ngày nay các bạn thấy không, quá trời dạ con của mình đây là của mình các bạn đi đấy, của mình đi lộc con nó của mình hôm nay đi lộc hay bằng gì mình quay chào bà các bạn gì ơi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Thôi giờ mình bỏ dập vô mình cũng bị gì rồi. Đây là thằng bảo của mình đó, bốn ký được bây giờ đang đi lên quất à. Này mấy cái bằng con rồi, này nó mới lên, bằng con nó xếp trong này thì lấy là bằng con nhiều lắm. Thì tới mùa bằng họ lụng chín dữ lắm các bạn, để được hôm nào bằng cái chín, tới mùa tới bằng mình sẽ đi quay các bạn thấy mà, hãy chào các bạn nha.